Đó, chay nay bơi nữa đó cô chú ơi. Chay, con chó nó đi lấy trái banh kìa chay kìa. Wow. Xu, xuống đi Xu. That's too far. No, she got completely distracted. She's like, oh, there's friends over here. Yeah. Chó thấy có bạn rồi cái là nó không đi lượm trái banh luôn. Xu kìa, Xu bắt ai, bắt ai. Nhảy xuống. Rồi có bà Xu. Say hi. Are they gonna be okay? Oh yeah, she's fine. Okay. Yeah, say hi. That's playing. Oh, I'm sorry, sweetie. I'm sorry. Xu sợ rồi, Xu sợ bước lên rồi. Xuống đây, xuống xuống. Gì khổ cho Xu hè. Thôi bước chân xuống. Tắm đi chay, tắm cho ngoại coi đi chay. Wow, wow. Xu giỏi chưa? Dữ chưa? Chú rồi đi sợ đen hay gì? Chú là thì mày lắm, ngồi trong đi sợ đen. Bê đi, bê cho ngoại coi đi, lẹ lên. Wow, chọn chó đi xa kìa một cái. Good job. Rồi, con bà Xu kìa. Xuống đi. Trời đất ơi. Xu chạy đó, ừ. Cái gì? Con mẹ không được xuống nước hả? Ủa lý do sao kỳ vậy? Sao lý do không cho mày xuống nước là sao? Đó. À, cái lá cây đó. Xuống đi Xu. Giỏi. Mấy bà này bà dễ dùng nước lên người mình lắm. Bước qua đi, bước qua. Bước qua. Rồi, thấy bơi giỏi không chay? Rồi bà chay kìa. Your turn. Your turn too. Wow. Oh, con gái lấy điện thoại quay dễ thương nè. Oh, so cute. Oh, dễ thương à. Bơi bơi đúng rồi, Xu bơi. Xu, chú thì mị chưa? Thì mị. Sợ đen da ngồi trong ngoài, không ra ngoài nắng quá. Lấy điện thoại quay nó như làm kỷ niệm. Ừ. This is so cute. Do you want to throw the ball? Jay, do you want to throw the ball? Yeah. Thải đi. Throw. Good job. Come here. 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 Come Vậy tính ra con chó nào nó cũng biết bơi bác gái hả? À, bởi vì người ta mới có cái câu là bơi chó đó. Tính ra đứa nào cũng tự biết bơi ta. Rồi con này là con chó gì đây? Chó này chó gì đây? Xu bơi kìa, thấy Xu bơi dữ không? Xu bơi được không? Dơ rồi con, nước dơ rồi, quay qua đây nè, qua đây nước nè. Thì đó, quậy hồi cái là cát nó lên á. Nước bên này nè con. Wow. Xa ghê
Rồi xuống đi con. Xuống đi. Mày thở cầu thang xuống nữa. Bắt cái, đây bắt cái. Rồi nhảy đi. Quản à tủ à tỷ. Quanh tu ti. Xuống đi. Hầm ti đâm. Hello. Hi. How's it going? No. No. How's it going? Trời ơi, bà đặt sầu sạo anh hai. How's it going? Nói thấy ghê phải không trời? Sao bà bắt trước tôi nói chuyện dữ bà chay? How's it going là có nghĩa là cái câu mà hỏi khỏe không mà kia này dạo này sao rồi vậy đó. Trời ơi, bà nghe tôi nói hai người ta how's it going, cái bà nói ta hey, what's up? Nothing. I'm like, hey, what's up? Hello. Can you say hi? Nhảy đi con. Look, watch. Jay gonna jump. One, two, three. Go! Go! Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty have a great... Oh, that's my aunt and uncle. They come from Chicago. Yeah. Nhảy đi con. Cái màu mè quá. Mỗi lần trước khi nhảy cái đầu tiên lúc nào cũng màu mè. Đó, xu với ba la nè. Lên tàu, lên tàu. Lên tàu nè, nằm xuống. Cái gì con? Con gửi chân rồi hả? Không, con gặp mẹ mày nghĩ xu không có nhảy được đâu. Con nhảy cho xu coi đi rồi xu mới nhảy được. Chạy có thích chi 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 chưa? Hả, con có thích con chưa không? Trời ơi, có cái đồng hồ bùi màu đỏ dẹp bá, ai mua? Màu red, nhưng mà ai mua? Trời ơi, gọi điện thoại đi, gọi điện thoại. Alo. Rồi bây giờ chứ đứng chu đích ra trong ba lạ coi, đứng chu đích ra làm sao, đứng chu đích ra làm sao. Chu đích ra cho ba lạ coi. Không sao, nhà đó không ai ở nhà đó. Trai ơi, con đừng có chạy như su là té con nha trai. Ừ đúng rồi, chạy trên cỏ té đỡ đau hơn. Giỏi. Su đang đi dí lắc kỳ đó. Đừng con, đừng chạy té con. Bây giờ nó mà chạy là con hồi hộp. Thì khổ, không mang dép rồi còn chân, cơ chân thì mặc quần cục nữa. Chù chân nó rồi thôi, thương tích rồi không làm gì cho hết. Ê, không quýnh su bằng cái đó. Cái đau gì? Rồi bậy. Chơi được không? Trời ơi, hồi bữa có video clip gì đó mà nó quýnh giỡn giỡn xu cô chú lên la quá trời. Nói là phải tập cho em cho nó là yêu động vật. Con chay mà nó không yêu động vật thì thôi, không biết nó yêu gì rồi đó. Tới cây hoa mà nó còn chạy lên nó hung mà. Nhưng mà cô chú chắc chưa có coi chay nhiều nên chưa có hiểu được chay. Chỉ có những cái cô chú nào mà coi chay mà thường xuyên mỗi ngày á mới hiểu được lòng chay thôi. Chạy nó chạy đi đâu, chạy đi, nó chạy về nhà. Mấy con chó nó khôn lắm, nó biết đường về nhà mà. Chay coi giữ su nha. Coi kìa, có ba con nằm kìa cô chú kìa. Nó thấy con su với bao là rồi nằm, nó nằm luôn. Su nằm kế chay đi su. Đèn chay đi xô, đèn chay đi xô. Lấy đít đèn mặt nó xô. Lấy đít đèn xô con chay đi xô ơi. Chay. Chết kêu chưa. Chết kêu chưa. Chú sợ chứ. Chê. No. Đông đưa đạt em. Chú chưa. Khi vừa lại. Vừa lại im lặng. Chết kêu chưa. Chết kêu chưa. Yeah. Vui vui nè. Ít vui nè. Hay đâu. À, là ăn chưa? Để mình lấy đồ ăn cho là ăn nè. Uống ngoài ché. Uống ngoài ché à, ché à. Cầm đi luôn. Chê mạnh ghê em ơi. Cầm đi đây gọi là gì chay? Cầm cầm gì? Cầm gì? Cầm cầm gì? Cầm cầm đi chạy trời mưa. Nói đi, nói cầm cầm đi chạy trời mưa. Uống ngoài cầm đi. Hả? Uống ngoài cầm đi. Ghê chạy. Chỉ có cái
bò trên bụng ông ngoại tôi chết thương quá. Chết đã là đẩy ngồi cái đấy là ngồi té này. Tiếng còn dữ. Té. Bệnh quá. Bệnh quá ta. Chị bệnh quá ta. Chị đẩy ngồi té luôn kìa. Chị đẩy ngồi té luôn kìa. Ờ đau quá. Ờ nằm yên ngồi nằm yên luôn. Nó ngoại khóc rồi. Nó chơi với bà ngoại nó chơi phù lắm. Hung bà ngoại không à. Rồi, hay là ăn nữa nè. Trời ơi coi kìa. Thương ngoại lắm á. Chị thương ngoại lắm á. Đẩy ra đẩy té nữa kìa. Để té nữa là bà xã ơi. Chị mạnh quá rồi. Đẩy ông ngoại nữa. Chị để ông ngoại nào ông ngoại té xỉu luôn rồi. Để ông ngoại té. Để ông ngoại cho sô bao là ăn cái con. Để ông ngoại cho bao là ăn coi. Đây cho chị hai ăn này. Đây hai ăn nè. Giỏi quá. Lắm á. Chị giỏi lắm. Không có được bao là mình không có ngồi vậy được nha con. Su con ngồi được nhưng mà chị đừng ngồi. Bao là đừng ngồi. Chị hai ngồi vậy tội lắm. Chị hai đứa tuổi rồi. Chạy ra hả gồm. Có bà ngoại xuống rồi kìa. Trời ơi vui. Vui không con? 1, 2. 1, 2. Trời nó điếm chay là 1 đó là 2. Ủa lộn nó điếm Su là 1 đó là 2. Rồi Su đi về Chicago. Ở với ông ngoại không? Đi không? Vậy là con bỏ mẹ nha. Con đi là con riêng mình chứ mẹ không có đi đó. Đi không? Rồi nè bây giờ nói cho cô chú nghe một chút nữa là bà ngoại chở mẹ chở con với bà ngoại đi đâu? Lớn lên nó lớn lên. Đi Target. Đi Target right? Yeah. Mua gì? Té. Té hả? Mà đi Target mua gì? Ăn kẹo. Đi ăn kẹo hả? Ăn kẹo. Sáng ăn kẹo hả con? Dạ ăn kẹo quá trời kẹo. Quá trời kẹo luôn hả? Kẹo nhỏ. Bóc kẹo ăn liếm. Rồi con làm con rồi làm đổ kẹo sao? Có kẹo. Hôm qua làm nguyên cái đổ nguyên kẹo lên xe luôn lên cái car seat luôn khổ ghê. Đổ kẹo đó. Hát cho cô chú nghe kìa. Hát cho ngoại nghe đi. Oh, yeah, wow. Something never changed. I'm holding on tight to you. Hát hát nữa tới chơi hát đi, Chơi. Mai mốt mà con nói mẹ ơi, mẹ đừng hát để con hát. Nói coi. Mẹ ơi để con hát. Chứ không được nói là không hát nữa nghe chưa? Nghe không? Thôi mẹ. Trời ơi mà bây giờ á mà nó làm gì mà con làm bộ con ngồi khóc á là chạy lại. Mẹ con xin lỗi mẹ. Hay ha. Lòng mẹ con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi. Con làm bộ khóc thôi. Làm bộ á. Thấy là con làm bộ khóc là cái mặt buồn rồi biểu cái môi ra cái mẹ con xin lỗi mẹ ơi. Giỏi quá. Thấy là không có thích mẹ mình buồn á. Không mà em rất là khôn con ơi. Em rất là khôn. Mày nhất chục bởi vậy ai nói đó mà 2:30 rồi kia không sợ nữa chứ. Nhắc gì là mày đi cho rồi. Hên là cho ông thầy rồi đó. Hên là cho thầy Phúc Thắng rồi đó. Ngoại nhắc con đi là mày đi nha. Cho vậy. Phúc Thắng luôn. Hồi đó mẹ con cũng đem cho con đi cho ba cái hồi đó ở dưới Bến Tre đó là mẹ con cho con vô cái chùa của cái người đó là sư phụ của cái thầy đó mà bây giờ vô tình lại cái thầy đó coi cái đệ tử của cái thầy mà người cho con á lại là coi YouTube lại biết con chay nhưng mà không có biết con là mẹ con là ấy nhưng mà thầy đó cũng Bến Tre luôn mà cuối cùng mẹ con lại chơi tiếp tục cho con chay cho thầy đệ tử của sư phụ đó luôn. Hay dễ sợ không? Không ngờ thì cuối cùng cuộc đời cũng bôn ba vòng vòng small world mà nó thì chỉ nhỏ cái đất nhỏ này cứ nhớ nó đi xây tròn rồi bây giờ con muốn đi đâu? Đi đâu? Nói lớn lên. Đi Target. What you wanna do there? I wanna do there.
And what? And candy. And candy. Vậy là muốn đi Target phải không? Yeah. You love Target? Yeah. All take the time. Exit. You want to go to Target all the time, Jamie? Nói lại coi con muốn đi đâu? In the Target. Con đi. Nè. Nè, con nắp đâu? Cái nắp đâu hả? Cái nắp ngoại đậy cho con rồi. Cái nắp ngoại đậy cho con rồi. Đâu rồi, cái nắp đâu? Something never change. Cái nắp ngoại đậy cho con rồi đâu? Trời không biết. Không phải biết. Đất đi về ra ra ra. Trời ơi, bà ngoại Việt Nam nhìn là thèm chảy nước miếng. Ngoại Việt Nam ơi là ngày nào. Ngoại bảy ơi, ngoại bảy chảy nước miếng đi ngoại bảy. Ngoại chảy nước miếng như ngoại năm luôn. Ngoại năm hôm qua nay là ôm không đã rồi, ngoại bảy chảy nước miếng đi. Chảy nước miếng rồi ngoại bảy chùi lên nha. Mày găm tị luôn. Sáng ra là ôm kiếm cứ ngắt luôn á. Ra ôm cái hỏi con ngủ ngon không? Dạ ngon. Sao vậy hả? Tại sáng nào con có hỏi nó có ngủ ngon không? In 2 miles, take exit 46 onto M150 toward Rochester. Ngủ ngon. Nhưng mà tối này chay biết là chay trước khi đi ngủ đi. Chay ơi. Con có biết là trước khi đi ngủ rồi tối hôm qua con thiếu cái gì không? Con có nhớ là con đã không có làm cái gì với mẹ không? Con không có hôn mẹ, con không có chúc mẹ ngủ ngon. Đúng không? Con không có hôn ba luôn, con nằm là con khóc xong rồi con ngủ luôn. Con quên làm điều đó rồi. Tối nay làm bù nghe con. Tối nay hôn hai cái nha. Nha con. Tối là hôn là trên con chúc mẹ ngủ ngon mẹ ơi. À, tối thì ngon, thông cảm có bà ngoại thành ra bị đòi chơi tiếp mà. Nó đòi dọn đồ qua ở ngoại luôn mà. Thì đó, sáng nay là đòi đi đó, nói đi với ngoại luôn, cái nói đi lấy đồ, chị cũng ok luôn, nói qua ở ngoại 10 bữa chiếc đồ qua cũng còn nhỏ quá. Ủa?